Vũ Ngọc Ánh và Hiền Minh. Xin được gửi lời chào đến quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Nhanh mà ngon. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần vào lúc 11:50 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại cô Hiền Minh, một nghệ nhân món Việt. Và hôm nay thì không biết là cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm món gì đây. Sao vậy ha Ánh ơi? Dạ cô ơi, con biết là chương trình của mình á là món ăn phải nhanh và tiện lợi nhưng mà vẫn phải ngon. Sao hôm nay con thấy nguyên liệu của mình có vẻ đơn giản và sơ sài quá vậy cô? Thì ở đây ngày hôm nay á thì là mình chỉ cần làm một món, đó là xôi lá dứa trà bông. Đây là đầu tiên con nghe được đến món đó đó. Bây giờ trước tiên á thì mình sẽ phải nấu xôi. Thì nguyên liệu để nấu thì mình sẽ có nếp, và nếp mình phải ngâm trong thời gian là 4 giờ với lá dứa xay đậm đặc để mình có được cái màu xanh như thế này. Bước kế tiếp là cô mình sẽ bỏ nước dừa xiêm vô ngâm tiếp để cho hạt nếp của mình nó giữ được cái vị ngọt tự nhiên từ nước dừa nữa. Dạ, wow. Mà cô ơi, mình có phải chọn cái loại nếp nào đặc biệt không? Tại vì có rất nhiều loại nếp trên thị trường. Vậy thì mình làm sao mình chọn được cái loại nếp để nấu cái món này cho thiệt là ngon? Thì nếp ngày hôm nay cô mình đang chọn là nếp Thái. Một cái loại nếp khá là dẻo và cái hạt nếp nó rất là đẹp nữa. Dạ. Nên là khi mình làm cái món xôi này lên nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn và hấp dẫn hơn. Dạ. Vậy thì trà bông thì cô cũng đã làm rồi. Bây giờ gạo nếp thì cô cũng đã ngâm rồi. Đúng vậy rồi. Hôm nay con không có việc gì để phụ cô sao cô? À, lát hồi cô sẽ cho phụ, mà nếu làm không được là cô không cho ăn nghe. Dạ. Rồi, bước đầu tiên á là sau khi nếp mình đã ngâm như vậy rồi á, dạ, nếu như mình đem đi mà mình bỏ vào trong sửng mình hấp luôn á thì nó sẽ không giữ được cái màu đẹp. Dạ. Mà mình sẽ để thêm cái phần nước, trong đây có lá dứa và nước dừa, mình bỏ vô trong chảo và mình xào luôn ở trên bếp. Thì khi mình xào như vậy nè, cái màu nước lá dứa sẽ rút thêm vào trong cái hạt nếp, nó sẽ giữ cho màu sắc của hạt nếp được đẹp hơn. Dạ. Wow, bây giờ con thấy là nó rút vô rồi cô ha. Đó, nó sẽ rút từ từ vô hết như vậy đó. Và đến khi nó cạn hết nước một cái là mình sẽ bỏ luôn vào trong sửng mình hấp liền. Dạ. Bỏ vô đây thì nửa ký nếp á, thì của mình sẽ bỏ vô khoảng chừng cỡ nửa muỗng cà phê muối nha. Dạ. Để cho hạt nếp của mình nó có một cái vị mặn nhẹ nhẹ, nó sẽ ngon hơn. Trời, sao hôm nay con thấy con nhàn hạ quá, con chỉ có việc đứng nhìn thôi á cô. Đứng nhìn nhưng mà về phải làm được nữa đó. Dạ. Con thấy nó bắt đầu dính kẹo kẹo lại nhau cô ha. Nó đã dính lại hết với nhau rồi nè. Nước cũng đã hết thì lúc này là mình sẽ lấy cái sửng ra và mình cho vô nha. Bây giờ Ánh ơi, bỏ vào trong cái sửng giúp giùm cô Minh nha. Dạ. Để con phụ cô nha. Chứ không lát hồi con ăn con thấy có ngon miệng gì hết. Ánh ơi, bây giờ xôi của mình đã đủ 20 phút và cũng đã chín hết rồi nè. Dạ. Rồi bây giờ là cô Minh sẽ lấy xôi ra nha. Và đây thưa mọi người, dẫn với mẹo cũ rồi chúng ta sẽ có được một chén mỡ hành vừa tươi, vừa xanh và vừa ngon. Đây, xôi đã chín hết rồi. Dạ. Cô mình sẽ nhấc cái này ra để lấy được dễ hơn nha. Dạ, là bây giờ mình đem ra dĩa rồi mình ăn luôn đúng không cô? Không. Trời ơi, như vậy thì đâu có gì lạ đâu. Ủa, vậy nó chưa xong á cô? Đúng rồi, chưa xong đâu. Mình sẽ để cái chảo này nè, với lửa nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Và mình múc xôi vào đây. Đó. Ủa, xôi chín rồi mà cô, sao mình múc vô chảo làm chi nữa cô? Bây giờ thì mình sẽ ép nó ra. Đó. Vậy là mình làm xôi chiên á cô? Mình sẽ làm một lớp cơm cháy. À. Mình ép nó ra hết, nó mỏng đều như vậy nè. Thì mình cứ để lửa nhỏ nhỏ ha, để cho nó cháy cái lớp dưới. Nhưng mà khi ăn cái món này rất là thú vị là mình ăn cái lớp dưới thì nó giòn. Dạ. Nhưng mà cái lớp trên thì nó vẫn mềm, làm cho mình ăn á mình không có cảm giác là sợ bị đau răng. Dạ. Còn nếu mình làm mà nó cháy cứng hết á thì mình ăn mình cảm giác là trời nó cứng quá, nó đau răng của mình. Dạ. Nhưng mà con thấy là hình như cô sử dụng rất là ít dầu đúng không cô? Cô mình không có sử dụng dầu luôn. À. Chỉ cái chảo không, mình chọn những cái chảo nào là chảo chống dính á, mình ép như vậy thì là cái món ăn của mình nó không có dầu mỡ gì hết. Dạ. Rồi đi. Bây giờ con sẽ lấy một cái dĩa để bày ra ha cô ha. Trời, sao cô Minh thấy mà một lần mà đến cái chuyện ăn á là Ánh rất là gọn gàng nha. Tại vì háo hức với cô. Bây giờ là xôi của mình cái lớp dưới là nó đã giòn rồi đó. Dạ. Bây giờ cô Minh sẽ lấy nó ra nè. Và bây giờ thì cô Minh sẽ bỏ vô đây là trà bông. Đó, mình sẽ để lên đây.
Thì bây giờ là sẽ đến nhiệm vụ của anh Ánh thôi. Anh Ánh sẽ ra dọn bàn ăn nè. Rồi thôi, đem ra giùm của mình. Giờ thì mình sẽ cho thêm một tí xíu mỡ hành lên đây nữa nha. Dạ. Đó. Khi mà mình làm xong rồi thì mình sẽ kẹp nó lại làm đôi như thế này nè. Đó, mình sẽ lấy kéo mình cắt. Dạ. Phải thử ngay món xôi chiên chà bông thôi. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì dẻo dẻo. Cộng với cái chà bông đậm đà của cô nữa, ngon quá. Thêm cái mùi thơm của lá dứa và còn mỡ hành nữa. Công nhận nha, con cảm thấy là cái món này nó khá giống cơm cháy, nhưng mà ăn thực sự là nó ngon và nó dẻo hơn nhiều. Dạ. Tại vì khi mà mình ăn cơm cháy mình sẽ cảm thấy rất là cứng và mình sẽ cảm thấy rất là khát nước. Trong khi là ăn món này thì cảm thấy nó dẻo dẻo mà ngon hơn, đúng không cô? Cảm ơn cô Hiệp Minh rất là nhiều. Con cảm thấy là mỗi ngày con được đồng hành cùng cô, đồng hành cùng với chương trình, là mỗi ngày con được học thêm một công thức nấu ăn mới, vừa nhanh vừa tiện lợi, còn đặc biệt vừa ngon nữa, rất là phù hợp với cuộc sống hối hả hiện nay. Còn bây giờ thì Vũ Ngọc Ánh và cô Hiệp Minh sẽ được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Thì nhiệt độ hấp của sừng sẽ là bao nhiêu là vừa cô? Thường thì khi mình hấp xôi thì luôn luôn nhiệt độ sẽ là cao nhất. Thì khi đó đó, xôi của mình nó sẽ nở ra chín hết hoàn toàn. Còn nếu mình cứ để nhỏ nhỏ lửa thì nó sẽ mất cái thời gian của mình rất là lâu. Dạ.